Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Lãnh đạo huyện ủy Vị Xuyên vừa có buổi làm việc tại xã Thượng Sơn nhằm kiểm tra công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trên tinh thần kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, các thành viên trong đoàn công tác của huyện ủy Vị Xuyên thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cấp ủy chính quyền xã Thượng Sơn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo huyện ủy Vị Xuyên yêu cầu Đảng ủy xã Thượng Sơn ngay từ đầu năm phải chủ động, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, xác định rõ lộ trình cho từng mục tiêu cụ thể. Tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu phải thật sự quyết liệt hơn, làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn. Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với lĩnh vực chuyên ngành và địa bàn phân công phụ trách. Thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời định hướng cho cơ sở trong thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ngày 23 tháng 2, lãnh đạo huyện ủy Mèo Vạc đã đến dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ thôn Nà Tầm, xã Nậm Ban. Hiện nay chi bộ có 26 đảng viên. Theo đánh giá, các đảng viên luôn phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại thôn, tiền phong gương mẫu trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ. Qua theo dõi quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, lãnh đạo huyện ủy Mèo Vạc đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ và vai trò trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Để các buổi sinh hoạt sau có chất lượng cao hơn, đồng chí lưu ý người chủ trì cần có những gợi ý thảo luận tập trung vào vấn đề cấp thiết trong thôn để chi bộ bàn bạc, thống nhất triển khai thực hiện. Đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường sâu sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, dành thời gian tối đa để dự sinh hoạt tại chi bộ các thôn, duy trì tốt sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên, trong trường hợp cần thiết báo cáo ban tổ chức huyện ủy để được hướng dẫn trình tự, cách thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban chỉ đạo đề án nâng cao chất lượng giáo dục huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2023-2030 vừa tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tại phiên họp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động của ban chỉ đạo, quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo, chương trình công tác của ban chỉ đạo năm 2024. Kết luận phiên họp, lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện linh hoạt theo kế hoạch, tiếp tục duy trì tốt sĩ số học sinh, lộ trình công nhận trường chuẩn, thực hiện đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên chặt chẽ và thực chất hơn. Đổi mới công tác kiểm tra nội bộ, tăng cường kiểm tra đột xuất tất cả hoạt động cán bộ, giáo viên, giữ mối liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng học sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy được phân công phụ trách các địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang vừa tổ chức lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Năm 2023, Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang đã tập trung mọi nguồn lực, phục vụ hoạt động chuyên môn, thực hiện gần 75.000 lượt khám bệnh, vượt 138% kế hoạch khám bệnh của năm. Điều trị nội trú cho trên 17.500 lượt bệnh nhân, thực hiện gần 78.000 ca thủ thuật, thực hiện trên 2.300 ca phẫu thuật. Tổ chức 3 chương trình khám tư vấn cùng chuyên gia tuyến trung ương với tổng lượt khám là trên 1.000 lượt người. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Bắc Quang đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện trong những năm qua, nhất là việc quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, tập trung nguồn lực cho công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số ngành y tế. Đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết giữ vững phẩm chất của người thầy thuốc, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế giỏi về chuyên môn, giàu tình thương yêu và tận tụy trách nhiệm với người bệnh. Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, ngay từ khi còn nhỏ, chị Hoàng Thị Kim Huệ đã mơ ước trở thành bác sĩ để có thể chữa được bệnh cho người thân và cộng đồng. Nên ngay khi học xong cấp 3, chị Huệ đăng ký thi vào trường Trung cấp Y Hà Giang. Sau khi ra trường năm 2008, chị đã vào làm việc tại phòng khám đa khoa Bệnh viện huyện Bắc Quang. Năm 2010, chị Huệ chuyển về Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang. Đến năm 2011, chị nhận công tác tại trạm y tế xã Ngọc Đường, rồi gắn bó ở đây đã 13 năm.
công tác chuyên môn ở tại cơ sở y tế thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện theo phương châm thầy thuốc như mẹ hiền. Khi người dân đến khám tại cơ sở y tế thì chúng tôi luôn luôn là thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình, coi cái người bệnh như người thân, như chính bản thân mình bị bệnh. Bằng nghị lực phấn đấu của bản thân, nhiệt huyết trong công việc, chị Hoàng Thị Kim Huệ nhận được sự đồng thuận của Ủy ban Nhân dân xã, cùng cán bộ y bác sĩ của trạm đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, chăm sóc hiệu quả sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Năm 2017, chị Huệ được giới thiệu làm quản lý trạm y tế xã Ngọc Đường. Cùng với chính quyền xã thực hiện tốt các nội dung liên quan đến đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế. Trung bình mỗi năm có khoảng 5.000 lượt người khám tại trạm, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Bản thân tôi là bị viêm cầu thận cho nên là tôi cứ phải đến đây liên tục. Khi đã đến đây khám chữa bệnh thì là cái cô trưởng trạm cô ấy rất là quan tâm đến sức khỏe của mọi người. Cùng với đó, chị Hoàng Thị Kim Huệ luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, thường xuyên đến với cơ sở, cùng với cán bộ trạm đến tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, lập hồ sơ quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình. Tại đơn vị, chị Huệ luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để cùng thực hiện tốt công việc được sao. Do vậy, chị Hoàng Thị Kim Huệ luôn được đồng nghiệp và cấp trên yêu mến, đánh giá cao. Đồng chí thì rất được anh em đồng nghiệp rồi bà con nhân dân rất là quý mến, vì là đồng chí cũng là rất là nhiệt tình mà chuyên môn các thứ đồng chí rất là vững. Đồng chí Huệ là một cán bộ phụ trách trạm y tế xã Ngọc Đường, thì đồng chí là một cán bộ trẻ, nhanh nhẹn, năng động, hoạt bát trong hoạt động chuyên môn. Với sự năng động trong công tác quản lý, điều hành công việc, sự tận tình, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của người thầy thuốc, y sĩ Hoàng Thị Kim Huệ xứng đáng là một trong những tấm gương điển hình của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn thành phố. Những đóng góp của bản thân chị Huệ nói riêng và của trạm y tế xã Ngọc Đường nói chung đã góp phần không nhỏ đưa địa phương hoàn thành tiêu chí y tế trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết luận phiên họp Ủy ban Nhân dân huyện tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tích cực triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo đôn đốc thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất vụ xuân 2024 theo kế hoạch. Ngành nông nghiệp cần tập trung vào thế mạnh của địa phương như phát triển mở rộng diện tích cây hồi, tổng đàn lợn đen, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, thực hiện các giải pháp về giải ngân các nguồn vốn và quyết liệt thu ngân sách trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, làm tốt công tác quản lý đất công trên địa bàn, đất giáp danh với các địa phương khác ngoài tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động tuyên truyền các hộ dân sinh sống đầu nguồn nước sạch của huyện sớm di rời. Trước mắt cần xây dựng đập đầu mối để cung cấp nguồn nước sạch cho trung tâm huyện, duy trì tốt sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2. Trong tháng, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo Tết cho nhân dân. 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện được nhận quà Tết, chỉ đạo nhân dân thu hoạch diện tích cây vụ đông, tiến hành sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, chỉ đạo thực hiện kỷ cương nền nếp dạy học, duy trì sĩ số học sinh. Kết luận phiên họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán, chăm sóc diện tích cây trồng, hoa màu đảm bảo khung thời vụ, tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, hoàn chỉnh kế hoạch kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế trọng tâm của đất nước, của tỉnh và của huyện, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, chuẩn bị chu đáo cho lễ giao nhận quân năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2. Trong tháng, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án đang được thực hiện trên địa bàn. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trong tháng là 23 tỷ 587 triệu đồng. Phiên họp cũng đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, nêu lên những mặt đã làm được, tồn tại hạn chế cần khắc phục, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.
Kết luận phiên họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương bắt tay vào thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đi đôi với thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các ngành, các xã, thị trấn cùng tập trung vào cuộc quyết liệt để tạo sự chuyển biến trong công tác thu hút phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện tốt các điểm nhấn, phương án trồng cây cảnh quan, các lễ hội, sự kiện văn hóa tiêu biểu trong năm 2024. Ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 3 năm 2024. Trong tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân, thăm tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, triển khai cấp phát gạo cứu đói cho 143 hộ nghèo, chỉ đạo giải quyết vướng mắc về đất đai tại khu vực trung tâm huyện, triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát các chỉ tiêu đạt thấp về phát triển kinh tế xã hội để có biện pháp thực hiện đạt, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cùng 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và tiến độ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, tiếp tục tuyên truyền chương trình cải tạo vườn tạp, đưa các loại giống cây con có giá trị kinh tế vào sản xuất, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng. Trước mắt là tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2024, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và an toàn. Ngày 23 tháng 2, huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác biên soạn lịch sử truyền thống các cơ quan ban ngành đơn vị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm qua, theo kế hoạch của huyện ủy, có 10 cơ quan ban ngành đơn vị tiến hành biên soạn cuốn lịch sử truyền thống. Đến tháng 1 năm 2024, các cơ quan ban ngành đơn vị thực hiện trong năm 2023 đã hoàn thành công tác biên soạn và xin giấy phép xuất bản 10 cuốn truyền thống. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về phương hướng cũng như quy trình thực hiện biên soạn cuốn lịch sử truyền thống của các cơ quan ban ngành đơn vị sẽ thực hiện trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì yêu cầu các đơn vị cần chuẩn bị tư liệu, số liệu nhằm đảm bảo biên soạn đúng đủ nội dung lịch sử ngành qua các thời kỳ và phản ánh được những thành tựu đạt được trong những năm qua, đảm bảo biên soạn hoàn thành theo đúng tiến độ dự kiến. Mới đây, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê đã đi kiểm tra công tác giáo dục tại xã Bình Sơn. Theo đánh giá thực tế, công tác dạy và học của các đơn vị trường học trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra. Hết đợt nghỉ Tết, 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học đã có mặt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tỷ lệ chuyên cần của học sinh đạt trên 90% đối với bậc trung học cơ sở và trên 95% đối với bậc tiểu học. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo đến trường đạt 96%. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện ủy Bắc Mê biểu dương sự nỗ lực của thầy cô giáo đã thực hiện tốt kế hoạch của ngành giáo dục cũng như tinh thần chỉ đạo của huyện, duy trì tốt công tác dạy và học, đề nghị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các gia đình đưa con em đến trường đạt tỷ lệ cao nhất, duy trì công tác giảng dạy, chú trọng chăm lo cho học sinh bán trú, đảm bảo an ninh an toàn trong trường học, nâng cao chất lượng giáo dục. Ủy ban Nhân dân huyện Xế Mần vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp nhập các trường trên địa bàn xã Trung Thịnh thành 3 trường học gồm trường mầm non Trung Thịnh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trung Thịnh, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thịnh. Trước mắt chỉ đạo sắp nhập về tổ chức bộ máy, giữ nguyên các điểm trường như hiện có, cơ bản giữ nguyên quy mô số lớp, số học sinh. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xí Mần đề nghị các trường cần nhanh chóng tổ chức kiểm kê cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu, tiến hành bàn giao, tiếp nhận cho trường mới sáp nhập theo quy định. Sớm ổn định cơ cấu tổ chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp, đặc biệt phải tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng các nhà trường, rà soát lại cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho nhiệm vụ dạy và học của nhà trường. Ngày 23 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc đã đến gặp mặt tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024 và tham gia trồng cây cùng cấp ủy, chính quyền xã Câu Vai. Năm 2024, xã Câu Vai được giao chỉ tiêu lựa chọn 6 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc đã thông tin một số chế độ chính sách hậu phương quân đội đặc thù dành cho các tân binh cũng như bộ đội xuất ngũ, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền phải thường xuyên quan tâm, giữ liên lạc với gia đình các tân binh. Khi gia đình cần hỗ trợ trong lao động sản xuất hoặc có khó khăn gì,
thì chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn và đoàn viên thanh niên đến giúp đỡ gia đình. Dịp này, các đại biểu dành nhiều phần quà động viên các tân binh tham gia trồng 1.000 cây hổi tại thôn Khâu Vai. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.